Alo, em chào tất cả anh chị em hiệp khai của đêm ngày 30 tháng 5 nha anh em. Tối hôm nay em sẽ lên cho anh chị em một ít áo. Thì bữa nay mình còn cái gì mình xài cái đó ha. Số điện thoại của shop là 0911337139. Nếu anh chị em nào có nhu cầu cứ liên hệ dùm em nha anh em. Và muốn mua được đồ bên shop thì anh em phải chịu khó xem vào lúc tối 7 giờ đến 10 giờ hàng đêm ha. Anh em đừng có xem lại những video trước, vì video trước thực sự ai cũng lên cũng chốt thì không còn nữa đâu ạ. Rồi, tối hôm nay em lên cho anh chị em một ít áo sơ mi này nha anh em. Áo sơ mi này anh em có thể dùng làm áo khoác mỏng, hoặc là lấy ghép nguyên bộ binh ha. Em muốn sử dụng theo nhu cầu của mình. Rồi, con này là vải caro hàng chuẩn cấp phát của lính Mỹ nha anh em. Con này vai 46-47, 46-45 á. Dài áo là 72. Ở đây thì có một cái vết gỡ tem này, có một vết lỗi nhỏ xíu xíu ha. Ở dưới này có hai cái vết dơ này anh em, hai vết dơ. Con này là size small short. Anh em nào cực ngắn, tầm cao bằng em là bẩn con này vừa luôn ha. Ở đây nó có một vết dơ nữa. Chất vải caro, áo thì đẹp lắm anh em ạ. Áo thì đang mới nhưng mà vết sơn này thì anh em phải biết cách xử lý mới ra được này. Cái này em thử bóp thử này. Em thử. Đây, đây, đây. Đây, em khẩy là nó ra này anh em này. Ha, em khẩy là nó ra. Vậy anh em đưa cái dao dao nhọn mỏng mỏng á. Anh em đưa dao cạo đi. Ở đây nữa này, ở đây có một vết dơ này anh em này. Anh em nhìn kỹ cái vết dơ này ha. Đây thì nó dán cái gì lên nhất. Này mình gỡ ra đi. Rồi, con này là em bán 300.000. Mã 23. Ai cực nhỏ này, em bận em cao có 1m55 mà em bận con này. Nó vừa luôn ha. Vừa số ký, vừa chiều cao, vừa bề ngang luôn. Rồi, ai chốt con này chốt cho em 300.000 mã 22. À, mã 23. 300.000 mã 23. Tiếp một con nữa nha anh em. Con này là rần ri. Em nhìn cái tem này này. Tem này mà hôm rồi mấy cái mũ mà chất vải satin á, em bán thì anh em mua con áo mà lấy cái tem này anh em may lên trên cái đầu mũ. Chất vải này hơi bị đẹp luôn. Có một cái à, cái này nó gỡ mất tiêu rồi. Con này chất vải caro full tem nhưng mà cái tem nó hơi mờ anh em. Em đo vai này mình lấy tem mình may lên M65 hay là lên gì đó, còn con áo vẫn còn sử dụng. Anh em làm áo khoác mỏng ha. Đó, có hai, có cái bằng này. Con này là vai 52. Vai 52 dài 81. Vai 52 dài 81 ạ. Đó, ở trên này là có một cái tem nữa mà nó gỡ mất rồi anh em này. Áo này thì không được mới lắm. Có hai vết gỡ tem này. Con này chỉ được còn 92% nữa thôi. Nhưng mà chất vải caro anh em ha. Đây, chơi lên 165 hơi bị đẹp luôn này. Lưu ý dùm em, con này chỉ có bị vết in nút và vết gỡ tem. Con này em bán 350 mã số 2. 350 mã số 2 ạ. Trời ơi, sao anh em sao chứ, riêng em chức nào to không biết, nhưng mà em vẫn cứ thích cái con này. Em cứ thích cái con này thôi. Rồi, 1, 2, 3, 4 cái tem. 4 cái tem là được 200.000 rồi. Còn con áo này có 120 à. Chốt cho em mã số 2, 350. Rồi, tiếp một con áo hải quân nha em. Con này mới đẹp này. Hàng chuẩn của Mỹ hết đấy. Vai 49. Vai 49 dài 76 ha.
Con này thì chất vải kaki nhưng mà tem vàng thông thường, tem vàng này đắt hơn tem trắng này nha em. Áo này là 97% đồ mới nè. 97% đồ mới. Rất là đẹp, có hai cái tem vàng trước ngực ha. Em dòm cái tem của nó này. Rồi con này thì em bán 300 ngàn mã 22. 300 ngàn mã 22. Anh em lưu ý giùm em nha, khi mà mình muốn, anh em khách mới thôi chứ còn khách cũ thì ai cũng biết rồi. Khách mới khi mình muốn mua một con áo hay là một cái quần thì đầu tiên mình phải biết số đo của mình để mới chốt. Thì muốn mua một con áo, nếu như áo M số 5 á, thì mình nói số ký được. Còn cái áo và cái quần đồ bộ là không, tuyệt đối không nói số ký. Vì người Việt Nam mình không chuẩn, không tương đối số đo, không tương đối kích thước. Cho nên là người thì tập gym, tập tạ, làm việc nhiều á. Khi mà mình làm việc nghề nông nhiều thì cơ bắp mình to và phần này nó nở ra thì vai của mình nó khác với kích thước ở dưới. Còn còn đa số Việt Nam mình thì cái bụng nó to hơn phần trên. Áo thì small nhưng mà quần medium thì không thể nói được. Cho nên là đo giùm em cái vai này. Khi mình muốn đo lấy một cái vai, lấy cái áo nào mình vừa nhất thì lấy giùm em từ cái phần đầu vai này nha. Cái phần mà bắt đầu nối qua cái nách này, nằm ở trên cầu vai. Cầm đây giùm em và đo từ bên này qua bên này. Đo từ bên này qua bên này là biết vai mình áo nào vừa nhất. Anh em đo như vậy giùm em. Nếu anh em đo được vai 495 thì tức là con này anh em vừa. Vừa thì anh em sẽ chốt 495 hoặc là 50 thì nó cũng di dịch một chút thôi. Rồi con này ai chốt giùm em 22 mã 300. Tiếp một con sa mạc vải cực kỳ nha em. Có hai cái tem vai đẹp không? Hai tem vai này anh em về mà đưa lên áo M65 sa mạc hơi bị đẹp luôn. Con này chất vải kaki size medium regular. Em dòm cái tem giùm em ha. Medium regular. Vai của nó là 49. Dài áo là 79, vai 49, dài 79 nha anh em ha. Ở đây là có một miếng dán thì mình có thể dùng một cái tem cờ, tem dán thì dán vào đây. Nếu anh em thích áo thì rất là mới luôn này. Áo này còn rất là mới, tầm 97% đồ mới. Không dơ, không lũng rách, 350 mã số 1. 350.000 mã số 1. Đấy, con này vải cơ ti như vậy là hơi bị đỉnh nha anh em. 350.000 mã số 1. Rồi tiếp một con này của Thụy Điển. Con này của Đức anh em. Cà chua Đức, chất vải kaki làm áo khoác mỏng nha anh em. Con này vai 50. Vai 50, dài 70. Con này thì ngay cái túi này, áo thì đẹp nhưng mà ngay túi này nó bị màng này. Em thấy bị lỗi không? Nó mã ngay túi ha. Anh em về muốn chơi con này may lên một cái tem ở đây là nó che cái khuyết điểm này ha. Ở đây lủng một lỗ nữa rồi này. Đây còn lủng một lỗ nữa anh em ơi. Lủng một lỗ nữa ha. Bây giờ con này nó mòn mỏng lắm rồi. Đây lủng một lỗ nữa này. Con này thông thường em bán là 300 ngàn. Nhưng mà bây giờ con này em bán cho anh em là em bán rẻ nha. Bán rẻ vì nó không được mới. Nhưng mà nhìn con áo thì đang dày dặn nhưng mà bị lỗi nhiều quá. Lỗi nhiều quá nha anh em. Em cao 1m58 anh em lượng số ký mình mà chốt nha. Con này bây giờ em sẽ bán cho anh em là 150.000 mã 21. 150.000 mã 21. Rồi tiếp một con ACU vải thường nhưng mà mới như chưa sử dụng nha em. Con này như chưa sử dụng ha. Con này của Đặc Nhiệm nè.
tem này ha. Váy thường anh em ơi. Con này vai 51, vai 51. Dài áo 82 là medium long. Đúng rồi. Mới keng 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 luôn. Con này rất là mới ha. Không có gì để báo hết. Không có gì để báo hết. Rồi con này em bán 300 ngàn mã 20. Con này là đúng là chưa sử dụng luôn ấy. 300 ngàn mã 21 nha anh em. Đó. Nó vừa làm áo khoác vừa làm áo ấy luôn này. Vừa dây kéo này vừa miếng dán này nhá. 300 ngàn mã 21 mới cứng. Thực sự em nói với em này, bán đồ lính Mỹ đã qua sử dụng mà tìm được một con mới kẽn như vậy rất là khó, thực sự rất là hiếm. Cho nên cái giá mà của đồ mới anh em phải chấp nhận cái giá mới nha. Không phải là khi nào mình cũng mua đồ cũ mà được con mới đâu. Rồi em lên một con sa mạc 7 màu, hay còn gọi là sa mạc đá anh em. Dòm cái tem giùm em, tem anh em nhìn thấy đỉnh không? Chất vải kaki mới kẹn kèn kèn luôn. Con này là small roller, size đẹp, tem áo đẹp, size đẹp và tem áo đẹp, vai 45, dài áo 78, vai 45, dài áo 78. Em chờ em chút. Chuột đâu? Chờ mẹ chút đi. Anh em chờ em chút xíu mà em đuổi cái con này đâu. Anh em chờ ha, anh em thông cảm nha, con em nó gặp con chuột nó sợ, nó phải kêu mẹ đi đánh. Không nên để cho trẻ con nó có cảm giác sợ anh em. Rồi tiếp cái con này mới, nó rất là mới nhưng mà ở sau này nó có một chút vết này nè anh em, về giặt giùm em cái nha. Có một chút vết đen đen này, như kiểu lâu nó để lâu, kho lâu quá là nó bị mốc á, nhưng mà không sao đâu. Giặt cái này, giặt cái là ra mới. Con này rất là mới luôn. Con này phải nói nếu như không có cái vết đó em phải bán đắt hơn con kia. Con này rất là mới à. Nó có nhiều cái vết nhỏ nữa đó. Khoan, để em vò thử cho nó ra không nha. À, vò ra này anh em này. Em vò nó ra này. Mấy này là bao anh em giặt ra nha. Có mấy chấm nhỏ nhỏ thôi. Đây em dòm này, chỗ này nó bị mốc này. Đây do mình bảo quản mấy chấm này nha. Em thử vò coi nha. Vết chỗ này thì em vò nó không ra. Đấy. Em về giặt giùm em cái nha. Em sẽ bán giá mốc. Nhưng mà con này là mới kẹn kèn kèn đó. Hồi nãy em đo vai cho ta. Vai 45 small. Vai 45 dài 77. Rồi em bán con này giá 300.000 mã 17. Anh em về giặt giùm em cái nha. Nó có mấy chấm đây này này. 300.000. 300.000 mã 19. Khiếp, đập chuột rồi mà nó còn lu làng này. 300 ngàn mã 19 nha anh em. Rất là mới luôn, về giặt giùm em cái. Cái gì đâu? Để đó, chúc ba về ba bắt. Bắt gốc chuột đi nữa phải đau. Tiếp một con không quân vải kaki nha em. Không quân vải kaki này. Con này tém full luôn. Rồi con này vai 51. Vai 51 dài 78 nha anh em.
tem full luôn, một hai cái tem này. Trên vai cái này là ba cái. 3 4 cái. Con này tầm 95. 95%, 300 mã 18 nha anh em. 300.000 mã 18. Anh em lâu giờ có khỏe không em? Em bữa nay mà like có chút mà tay chân run lầy lầy bậy rồi. 3 4 cái tem. Không, để đó, chúc ba về ba bắt cho. Đừng có lèn em. Con này ai cho? Mà anh hài rồi con, anh hài rồi nhá. 300 mã 18. Ừ. Chúc ba về ba bắt. Biết rồi. Tiếp một con này kaki nha anh em. Kaki. Con này là vai 43. Vai 43. Dài áo 84. Con này small x short luôn này anh em. Con này cùng với cái size áo lúc đầu em like ha. Áo này thì cũng rất là mới luôn này. Chất vải kaki rất là mới. Con này 250 mã 17 anh em. Rất là mới nhưng mà vẫn bị một cái gì đây này. Cái này là như cục thịt thừa nó nổi lên đây. Gọi là nó dệt vải nó bị lỗi thôi. 250 mã 17, con này rất là mới nha. Vừa mới con này tầm 96-97% ạ. Size đẹp. Size này hiếm anh em ạ. Nếu như mình mua đồ Mỹ mà được con size như thế này là cực khó luôn. Ủa, x short mà sao nó dài vậy ta? Em thấy là lạ nha. Trên cổ thì nó ghi x short. À, x long. X long thì cực dài rồi. Dài 84, x long nha anh em. X long. Con này cực mới nhưng mà anh em nào thiệt cao á, 250 mã 17 á. Long. Tiếp một con chống cháy này anh em này, Multicam chống cháy, lưu ý giùm em là chất vải chống cháy cho nên nó buồn ha. Medium X Short. Ba tem này. Ba tem ha. Con này là của Đặc Nhiệm. Rồi vai của nó là 49. Vai 49, dài 72. Áo này chất vải chống cháy thì nhìn nó vậy nhưng mà nó đang còn mới nha anh em. Ở đây là bị bút lông nhà em nó cạch lên nha anh em. Có ba cái đen đen này là bút lông này. Áo thì còn ok. Con này cũng trên 95%. Ai chốt con này chốt cho em 300.000 mã 16. 300.000 mã 16. Đập con chuột, con hào nó bắt con chuột, kêu con chuột nó luôn làm như kiểu. Rồi 300.000 mã 16 ạ. 300.000 mã 16. Tiếp một con này kaki, caro nha anh em. Caro màu đen. Con này là form compact à, túi hai bên hông này. Ở đây là có cái bả gối ha. Con này chất vải caro ạ. Vai 53. Vai 53 dài 78. Anh em nào có cái quần hộp màu đen thì nên chốt con này. Con này màu tem trắng hay tem vàng à. Con này thì là lạ ta. Tem vàng này thì con này không phải của Mỹ rồi. Con này không phải của Mỹ anh em ạ. Không phải của Mỹ rồi. Rồi con này là không phải của Mỹ nha anh em. Chốt cho em con này 200.000 mã 15. 200.000 mã 15. Áo form compact nhưng mà form của Đặc Nhiệm á. Nhưng mà con này không phải của Mỹ. 200.000 mã 15 ha. Anh em có quần quần 6 túi hộp màu đen là chốt cái này về ghép bộ là vừa đẹp luôn. Rồi tiếp một con rần ri vải caro anh em ơi. Rần ri vải caro, con này vai 47. Vai 47 dài 74. Con này small short, tem còn mới kẽn anh em ơi. Small short.
Con này là 100 cô tông ha. Anh em bận hàng 100 cô tông là anh em biết này. Chơi 100 cô tông là cực mát và cực đỉnh. Mà ai biết chơi 100 cô tông là người đó rất là đẳng cấp nha anh em. Thực sự người ta bảo là câu gì đó, bệnh 100 cô tông là chất vải cực mát. Áo này còn size đẹp và áo mới nữa chứ. Vậy anh em ủi lên cho phát là nó mới kẽm ha. 100 cô tông anh em. Anh em mà bệnh 100 cô tông rồi á, là không bệnh được 50 cô tông nữa. Vì chất liệu nó mát. Rồi con này 350 mã 14. 350 ngàn mã 14. Size nhỏ nha, small short, small thì 60 tới 70 kg, nhưng mà em không nói số ký đâu, bởi vì có người to người nhỏ cho nên anh em đo vai và chốt đi. Rồi 350 nha anh em. 350 ngàn mã 14. Cái màu con sa mạc ba màu chất vải kaki ạ. Chất vải kaki ạ. Vai 51. Vai 51 dài 79. Vai 51 dài 79 size medium regular nha em, tem này. Tem trên tem dưới này. Cót compact đàng hoàng 50 cô tông thôi. Đó, chất vải kaki đều đẹp nha em, mới. Mấy cái lô này là khui được lô mới đẹp nha em này. Rồi. Con này chốt giùm em 300 ngàn mã 13. 300 ngàn mã 13. Mới 96%, 96-97% luôn đấy. Tiếp một con này cũng sa mạc caro nha anh em. Anh em nào mà mình chưa quen á thì bên em không có thời gian để ghép thành bộ á, thì em bán lẻ lắp sọt nha anh em. Anh em mua áo như vậy này, rồi tới bữa em bán quần thì anh em sẽ chốt quần và về tự ghép nha. Đúng ra là em sẽ ghép nguyên bộ bán cho anh em, nhưng mà mình con này vai 52 em không có thời gian. Dài 77 với lại ghép bộ mỗi người mỗi size như vậy nó khó ghép quá à. Con này mới quá này. Thì về anh em tự ghép và tự ghép lấy theo số đo của mình. Rồi con này đẹp mới 97% ha. 300 ngàn mã 12 vải caro anh em lưu ý nha. Khi mình mua một con quần hoặc một con áo của mình là chất vải caro thì bữa nào cũng phải mua một con quần vải caro, chứ đừng có chốt áo kaki mà quần caro nó lệch màu với lại lệch chất vải là nó không ok bằng cái thằng cùng chất vải. 300 ngàn mã 12 ha. Chứ một con này kaki anh em ơi, con này chất vải kaki này. Rồi vai 49-50, dài 76, tem nó hơi mờ chút nha em, tem hơi mờ một chút nha. Trên áo thì vai có một cái tem này, ngực có một cái tem US Army này, nhưng mà nó có vết inox. Áo này chỉ còn được độ mới không trên 9, con này 92-93% nữa thôi. Ở đây có vết inox nha anh em, nhưng mà nó có vẻ lủng đây rồi này. Đó. Áo thì tem này đẹp đấy, nhưng mà áo không có mới lắm. Ở sau lưng chỗ này có một chút dơ này, nhưng mà áo còn đang đẹp. Nói chung là cũ cũ nhưng mà màu này là màu bạc cho nên là đẹp nha nhé. Còn tha hồ bẩn bẩn chất kaki này 50 cô tông cũng đủ mát rồi. Vết inox hai cái tem, ba cái tem này em báo cáo anh em là được 150 rồi. Ba cái tem này là được 150 rồi, chưa nói con áo. Áo 100.000 nữa, 250 mã 11. Anh em chốt chốt con này về lấy cặp tem này cũng được, lên M65. Hoặc là con áo này bình thành áo khoác cực mát. Chốt cho em 250 thành con áo có 100 hà. Ba cái tem 150 nữa là 250.
chốt chùm em à. Hơn 250, mã bao nhiêu ta? Mã 11. Chấp một con này mới bạc cũ này. Báo cáo anh em con này bạc cũ rồi này. Chất vải nó mềm. Chất vải nó mềm ha. Con này là nục vải rồi anh em à. Anh em lưu ý nha, mua đồ nó sử dụng nhiều nước thì mình để ý đi. Rồi con này vai 48. Dài 78. Con kia thì tuy là nó sờn nhưng mà chất vải của nó chưa có nục, còn con này là nục nha. Đây là có vết gỡ tem anh em này, vết in nút này. Áo thì dơ này. Đó, dơ nha. Con này em cho được 90% nữa thôi. Nhưng mà tem vẫn còn ngon lành ha. Tem vẫn còn ngon lành. Cặp tem này mới là đỉnh này. Cặp tem này lên M65 là chất luôn. Anh em lên cặp tem này là chất luôn nha. Con này là ở đây cũng có vết gỡ tem này. Gỡ tem mà nó lủng rách. Con này em cho 90% thôi nha anh em. Cho 90% cho nó lẻ ha. Anh em cẩn thận quyết định rồi quất này. Không có là về con áo lỡ mà giặt con nước cái rách là tiêu đời nha. Như giờ ta tính cặp tem này. Cặp tem rin 1, 2, 3 tem, 4, 5 cái tem. 250 tiền tem rồi này. 250 tiền tem. Chốt cho em con này 300, mã số 10. Cho con này 50, cho rách một ngày. Một ngày anh em bận, một ngày rách vẫn ok. Nhưng mà con này em bảo đảm anh em còn sử dụng được một năm. Nếu anh em không giặt bằng máy giặt, anh em sẽ giặt bằng tay nha. Anh em còn sử dụng được một năm. Thì 50 ngàn anh em sử dụng một năm có đáng không à? Chốt giùm em mã số mấy này, em đọc rồi em quên mất rồi. Rồi tiếp một con Navi Seal nha anh em. Vải caro hàng cấp phát luôn ha. Con này là size lắc. Lắc rêu lơ. Lắc rêu lơ. Vai 50 ạ. Dài 78. 78, 79 thôi anh em ha. Con này cũng mới đẹp này. Con này nó chưa có một vết in nút. À vết gỡ tem thôi. Nhưng không ăn nhầm gì hết. Tem của nó anh em dèm tem của nó này. Áo này cũng phải là 96-97% rồi đấy. Navi Seal thông thường anh em lưu ý dùm em. Cái dòng Navi Seal là đắt nha. Navi Seal là đắt nha anh em. Con này chất vải caro đẹp. Navi Seal một bộ của nó là 2 triệu đó. Rồi. Không có lủng rách không gì hết. Chốt dùm em con này 500 mã số 9. 500 mã số 9 nha anh em. 500 mã số 9. Anh em thời gian chờ đợi tem về, anh em chịu khó chốt mấy con này. Trời ơi. Trời ơi, mấy con này mà lên túi chéo là rồi đời luôn. Túi chéo M65 này. Wow, anh em chịu khó chốt mấy con này lấy tem. Mình lên còn được một con áo là bó khoác nha. Vai 53. Vai 53 dài 84. Mấy anh em chốt mấy con này là khỏi phải lo, khỏi phải lăn tăn là tem lô với tem rin hay là chắc với ốp, là cứ chơi cái này là chắc nhất. Khỏi cần phải bận tâm. Còn tới bữa em bán tem thì em có bao tem là tem rin, nhưng mà biết đâu anh em có tin em không. Cái đấy mới là quan trọng ha. Con này là 95-96% đồ mới. 95-96% đồ mới. Con này 400 ngàn mã số 8. Bây giờ em đếm tem cho anh em này. Một tem. Cái con này là tem đắt nè. Đó. Anh em may tem lên lưu ý khi cần phải may cả cái này lên nha. Đáng lẽ con này có một cái thôi nhưng mà ông này ông chơi lên hai cái luôn này. 1, 2, 3, 4 cái tem. Rồi chốt giùm em 400 nha anh em. 400 cả áo. Áo thì đẹp. 400 ngàn. 400 ngàn mã số 8. Rồi đây này, run dế này.
anh em về hồi xưa mà em chưa chưa học học tem á, em kêu cái này là con giun nhưng mà nó là của quân y. Mấy người kia người ta nhạo em biết à, em thấy giống con giun, em kêu con giun. Vai 50, vai 50 em ơi, dài 80, vai 50 dài 80, tem bằng không này. Anh em nhìn thấy bằng không? Cái con này là con lớp ủi hồ lên, anh em về lưu ý trước khi bẩn con này phải ngâm nước ấm để cho nó mềm hồ lại nha. Chất vải caro 1, 2, 3, cái tem bằng dù ha. Ừ, cái cổ của nó hơi bạc cũ nha anh em. Con áo này cổ hơi bạc cũ nhưng mà tem thì mới đẹp luôn. Bên này này. Ừ. Không thấy lủng rách gì hết, chỉ có cái vết in nút. Con này tầm 95% trở lên. Rồi con này 500 ngàn mã số 7. Đang ra ngoài kia. 500 ngàn mã số 4 này. Ôi đây còn hai cái này nữa nhé. 500 ngàn mã số 4 này nhé. Trời ơi vài cái nhỏ này kìa. Rồi ai chốt con này 500 giùm em à. Rất là đẹp. Nó bắt mẹ đi lấy cho nó. 3 này, 4, 5 này, 6 này, 7 cái. Không. 7 cái là 350 tiền tem, chưa có áo. Rồi tiếp tục con này nha em. Ít khi anh em mà xách tay ở bên kia về á, đừng hòng nha. Đừng hòng anh em lọt được một cái tem rin này qua. Nếu anh em xách tay mua bên Mỹ về á, thực sự nó có cho anh em chỉ có lầu lắm là được vài cái. Vài 50, dài 71. Đây, cái cổ nó hơi trắng trắng một chút nha em. Con này là size medium short. Medium short. Có một tem rin này anh em. Tem rin đi theo áo ha. Đó. Ở sau này có hai chấm vàng vàng dơ này anh em. Hai chấm vàng vàng dơ ha. Có hai cái tem rin. Con này là 93% nữa thôi. 93% medium thì to nhưng mà thấp. Medium short to bề ngang mà thấp. 70-80kg à, 75kg thôi. Có hai tem rin này. Chốt cho em con này 250 mã số 6. 250 mã số 6. Em like cái áo này, em like cho anh em thiệt kỹ thì lại nó kéo dài thời gian quá. Con áo cà chua. Một con áo cà chua chất vải cực kỳ, con này mát anh em. Vai 53. Dài 76. Cực kỳ đẹp. À, cực kỳ đẹp ha. Túi hộp có hai túi. 96-97%, 350. Con này 350 này nha. Có dây kéo luôn à. 350, mã số 5. Con này có dây kéo nhựa ha. Dây kéo nhựa này nha. Con này anh em tầm 70-80kg là ok. 350. Ở trong nó có cái tem này anh em này. Túi của nó thì túi siết. Túi của nó là túi siết anh em. Thông thường của Mỹ thì túi trên này ra ngoài này và đít vào đây. Con này thì lại đít đầu vào trong và đít ra ngoài. Cái tem của nó ở đây anh em. Áo còn rất là đẹp. Chốt cho em 350 mã số 5. Em có một con satin xưa này anh em. Satin xưa mà cũng của quân y luôn này. Hàng xưa nha, nhưng mà mất cái tem ở trên cổ rồi. Nó có mấy dòng chữ ở đây thôi ạ.
Con này đúng ra cái màu của nó là màu xanh xám. Xanh xám không phải ô liu và cũng không phải cỏ úa. Anh em để ý màu nha. Ai chấp nhận hợp cái màu này rồi chốt đây. Vai của nó là vai 52. Vai 52 dài 73. Bắt đầu nha anh em, một cái tem lụa này. Ở ngay cái góc này thì sao có đường chỉ nó lồi lồi đây, không biết đây anh em này. Có một cái đường chỉ lồi lồi ha. Con này mất tem luôn, không có cái tem nào hết, nhưng mà chất vải ngang. Sao tem. Ở đằng sau lưng á, thì ở đây có một lỗ lũng này. Em dán để báo lỗi nha, một lỗ lũng này. Nút hàng xưa. Khi mình nhìn không biết đời anh em. Nhìn nút này, nút mà đời trước là màu nâu, sau là nó màu xanh. Rồi mới, đây là nút dẹp nha, xong rồi mới tới nút tròn. Là hàng sâu nhất là đời nút nâu này, rất là sâu, sâu lắm rồi đó. Con này là phải hàng thời Thế Chiến này. Con này anh em nào sưu tầm chốt nha. Con này ai chốt thì chốt giùm em. Con này là 1 triệu mã số 4. 1 triệu mã số 4. Em đo vai và đo ấy cho ta. Con này anh em tầm 70 đến 80 kg là vừa. Chốt giùm em 1 triệu ha. Cái này là sưu tầm thôi. Hàng này là anh em sưu tầm thôi, chứ còn mà không sưu tầm là anh em cũng không có mua được đâu. Ở trên đây, ở trên vai đây có một lỗ lũng này anh em ơi. Ở trên vai có một lỗ lũng này này. Vậy anh em lên giùm em một cái tem ở đây. Chua. Rồi ở dưới bắp tay này cũng có một lỗ tăm nhỏ xíu xíu nữa ha. Chốt giùm em. Like chạy đi, đập chuột like chạy đi. Tiếp một con áo kaki ạ. Con này là vai 47 anh em. Vai 47 dài 74. Ông chồng ông chê em like chậm quá. Đấy. Con này đồ mới của nó là trên 95% nha anh em. Trên 95%. Con này em bán 350 mã số 3. Áo thì áo này ngắn này. Cái màu của nó như vậy nha anh em. 350 mã số 3, một tem, hai tem. Ba cái tem. Rồi ai chốt chốt giùm em ha. Tiếp một con kaki nữa anh em ơi. Một con kaki nữa ha. Vai 53. Vai 53 dài 83. Vai 53 dài 83. Đây. Con này cũng 95%, một cái tem này. Không có dơ, không lủng rách gì hết. Hai cái tem sư đoàn 1 này. Đó, con này chỉ có vết in nút thôi. Con này 400.000 mã 29. 400.000 mã 29 khi anh em mua một cái tem ở trên này này. Tem mà như một con này thôi. Một con này là anh em mất 150 rồi. 150 hả? Hai cái tem vê cổ này, 4 tem là 5 tem, 6 cái tem. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em ha. Chốt giùm em. Chốt giùm em 400.000 mã 29. Tiếp một con không quân vải kaki nha anh em. Không quân vải kaki. Vai 445. Dài áo 82 là x small long, small long rồi. Một tem, hai tem. Không có lầm lỗi gì hết nha anh em, bốn cái tem. Con này 96% độ mới, 300.000 mã 27. Anh em nào phải cao nha, lưu ý chốt con này. Phải cao trên 1m7, trên 1m72 đến 74 mới vừa đấy. Em đo đồ dài anh em phải để ý nha. Để ý cái chiều dài ấy. Tiếp một con nữa này.
Con này chất vải caro nha mình. Con này chất vải caro ha. Vai của nó là 51. Dài áo 84. Con này là 50 cotton thôi. Tem này 1, 2, 3 tem. Trên vai tem này mình lên 10-65 thì đỉnh rồi. Áo thì 97% nha. Nhưng mà ở đây nó gỡ mất cái tem rồi, nó bị lủng một phát này. Về anh em phải may một cái tem lên đây để che cái phần này ha. Con này em bán 400.000 mã 26. Con này cực mới luôn mà nó gỡ mất. 400.000 mã 26. 7 cái tem. 400.000 mã 26 nha anh em. 400.000 mã 26. Tiếp một con multicam nữa. Bữa nay là chỉ còn lô này là con áo nữa thôi. Ngày mai là hết lô áo này em ơi. Còn áo lâu đồng. Áo lâu đồng thì giá khác, bữa nào em sẽ bán cho anh em một lô áo lâu đồng về đi lâu đồng nha. Rồi lát rêu lơ chống cháy. Áo mới kẹn nhưng mà màu này nó buồn. Vai 53. Dài 77 nha anh em. Mới không tì vết luôn. 300.000 mã 25. 300.000 mã 25. Chống cháy. Chống cháy nha anh em. 300.000 mã 25. Một con cuối cùng. Navy Seal một con cuối cùng vải caro ạ. Vai của nó là 49. Size medium rồi. Dài áo 82 medium, medium long. Tem này. Tem anh em nhìn tem con mới kẽ không. Con này cũng không có tì vết luôn. 96% nha anh em. Con này em bán 500.000 mã 24. Hết ạ. Like được hết nước này là hết cỡ. Rồi 500.000 mã 24 anh em ơi. Em xin cảm ơn tất cả anh chị em nha. Mình ưng mã nào thì gọi ngay cho shop để chốt nha anh em. Đừng quên là gọi liền, gọi ngay, đừng có chờ hết video nha anh em. Mà chờ hết video là hết phần. Vì có một số anh em khách mới chốt hoài không được. Anh em cũng rất là nản, cho nên anh em mà chốt được á thì chịu khó chốt chắc. Chốt chắc giùm em nha. Chứ tội những anh em mà chốt không được rồi lại anh em xả, mà người chốt không được cũng lại không chốt được. Vì chốt rồi, lúc gọi thì bảo là hết, tới lúc lại xả ra, lại người chốt được lại không chốt được. Cho nên là em không bán được hàng em cũng buồn, mà người không mua được hàng cũng thất vọng. Mà nếu như chốt như vậy lần sau em cũng là lưu ý. Cho nên là mình phải chắc và chuẩn. Chơi phát nào phải chuẩn phát đấy. Rồi em xin cảm ơn tất cả chị em. Em chào nhé.